Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cùng cho mấy con này bắt đầu tiếp tiếp tục đi khai thác công trình nha các bạn ơi. Đó. Một mình có một mình lái nha các bạn. Thì hơi khó xíu nha. Cặp máy cọc này vì khó nút lắm. Không, cái đó gắn máy vô chạy mới được. Không anh ơi. Đó là mình này hai chiếc luôn nha các bạn ơi. Lâu chiếc xe đúng luôn rồi, hách cứu luôn.
quá trời khác luôn à. Rồi ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.